Hello mọi người, mình là Sim đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái bánh bí mật siêu dễ thương dành tặng cho Kairon. Và cái bánh này hơi bị dễ thương luôn đó nha. Càng mưu chim ông. Rồi, hai ông bà để thả cơm to rồi. Nhưng mà khoan, tôi cũng là bé cún đó nha. Alo, ai cứu bé dâu với? Cứu tôi, tôi không ở đây nha. Alo, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng làm bánh cùng với chị gái mình. Nhà chưa? À, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên những video của Sim đạt được 5.000 like. À không, 10.000 like. Và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chứ là mình muốn khoe cái này là chị gái mình tặng mình. Thank you. So cute. Bởi vì cái hình len Simi quá là dễ thương, thế là Sim đã quyết định ghim lên trên cái tập về nè. Ta-da. Các bạn thấy có dễ thương không nè? Đây là hai phần bánh của tụi mình. Và sau khi nhận hai phần bánh xong, Sim với Sam sẽ bắt tay vào làm nha. Đầu tiên đặt bánh lên khay và sau đấy đổ mứt vào. Thì mứt của Sim là mứt Việt Quốc nha mọi người. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ chét ra. Ta-da. Bởi vì Sim không ăn được ngọt á mọi người, nên mình chét khá là ít thôi mọi người. Đấy, thì trong lúc đang chét vu vơ, đang chét nhẹ nhàng thì bỗng nhiên mình nhìn sang chị gái mình mọi người. Ôi, chị ăn đậm đấy. Em ăn nhạt lắm. Và sau khi chét nhân xong thì mình sẽ lấy một miếng bánh khác đắp lên. Và sau đấy lại tiếp tục chét nhân đều lên bánh. Ta-da. Ta-da. Sau khi chét nhân vào bánh xong thì bây giờ chúng ta sẽ chét cái phần thân. Đấy, thì bây giờ Sim sẽ dùng cái phần kem trắng để chét, để che hết mấy cái gọi là viền bánh đó mọi người. Đó, để cho cái bánh nó đẹp hơn. Đấy, trời ơi. Tên là anh thấy của em nó cục đều đó. Wow. Khá là hay. Và bước tiếp theo của Sim đó chính là quay bánh làm đìa phần kem. Thì lúc đầu mình nghĩ mình thấy cái này khá là đơn giản, nhờ chắc mình cũng sẽ làm được. Và nó cũng khá là đều. Và thế là mình đã hỏi ý kiến chị gái của mình. Sim làm mắc cười. Này là không sao, mình quản cũng ra kia được mà, đúng không? À, trời ơi, đi đâu cũng ra kiếp nạn hết trơn. Là sao vậy, làm bánh cũng có kiếp nạn là ra. Nhưng không sao, nhờ Simi đã sửa chữa được sai lầm của mình nha. Đấy, lúc đầu nhìn làm hơi vụng về thôi, chứ lúc sau mình làm cũng hơi bị chuyên nghiệp đó nha. Oh my god, cái này thú vị thực sự. Em nghĩ chúng ta nên mở tiệm bánh. Đấy, trong lúc mình làm cái bánh kem này, mình cứ nghĩ là mình là một gọi là gì ta, đầu bếp thực thụ. Đấy, trời ơi, mới miết mấy cái bánh à. Đấy, thì bây giờ Sim sẽ dùng một cái tấm nhựa để miết cái bánh, làm sao cho cái bánh thật tròn chia. Và lấy hết kem thừa ra nha mọi người. Đó, thấy chưa. Hồi nãy nhìn hơi xấu thôi, chứ giờ là hơi bị đẹp rồi nha, các bạn thấy không? Trời ơi, mình cũng có gọi là chút tài năng làm bánh đó nha. Đấy, và tiếp theo bây giờ Sim sẽ dùng phần kem màu xanh nhạt của Sim để làm điều phần bánh. Đó, cái này là để pha màu nha mọi người. Đó, bây giờ chuyên nghiệp hơn rồi nè. Thấy chưa. Đó, cạnh này là hai chị em mình đang làm điều phần kem. Đấy, sau khi chúng ta lớp xong phần màu trắng thì bây giờ chúng ta sẽ quét phần kem màu xanh lên. Đấy, cái bánh kem của Sim hôm nay sẽ làm là màu xanh nha mọi người. Xinh lẻ xinh lét y chang Sim luôn. Đó, miết. Bây giờ mình sẽ lồng cái tấm nhựa màu xanh để miết mấy cái phần kem xanh. Đấy, và chúng ta cứ xoay tròn mà xoay tròn. Đấy, tính ra nó cũng đều chứ bộ. Đấy, dù mình đây là lần đầu tiên Sim làm bánh, nhưng mà Sim cảm giác mình làm cũng khá là tốt các mọi người ạ. Đấy, các bạn thấy Sim có giỏi không nè? Đừng quên phải lập phí dưới Sim biết nha. Rồi, ok các bạn, thì bây giờ chính là tới lúc trang trí bánh kem cho mọi người. Đó, thì cạnh này Sim sẽ speed up, Sim sẽ vẽ gì ta, vẽ hình đó, vẽ hình lên bánh kem. Bạn nào thích thì các bạn có thể coi nha. Đây là quá trình mà Sim vẽ bức tranh lên cái bánh kem này. Quá trình vẽ bánh kem. Đấy, ok, mời mọi người xem nè. Ta-da.
Nha na 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 na. Nha. Tan 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 tan. Và bây giờ Sim đã làm xong bánh kem Sim cay rồi nè. Đạo này là ngửi thử mọi người. Thơm nha. Trời ơi, hơi bị thơm luôn. Ta da. Đây. Simi, cay đòn và bé dâu. Trời ơi, tính ra mình thấy mình cũng vẽ được nha. Và đây chính là dòng chữ mà Sim thích nhất. Sim yêu cay. Ta da. Mua gia đình ba màu. Ở đây là gia đình này đúng một màu luôn á. Thấy không? Trời ơi. Đấy. Thì các bạn thấy gọi là bánh của gia đình gọi là gì ta? Phong Sam với Sim Kai bao nhiêu điểm thì riêng mình thì hai cái bánh đều có gọi là gì ta? Cái phong cách khác nhau. Đây nên thấy không? Nó đều rất là xinh đẹp mọi người. Ở đây dành cho bạn nào chưa xem rõ cái bánh thì đây Sim sẽ quay rõ nha. Đó, thấy chưa thấy chưa? Bánh Sim Kai gia đình siêu cute. Đây, giới thiệu mọi người cái đám mây này thì cái lỗ này là do chị gái mình quẹt chúng và thế là bị mất nguyên một cái lỗ bánh kem luôn. Và thế là mình đã quyết định gì ta sửa bằng cách gọi là quẹt một đống kem trắng lên và thành một đám mây. Đó, và thế là cái trái tim đấy lại có cái mây nhưng mà mình thấy nó khá là hợp. Thì không sao, cái xui lại có cái mây đúng không các bạn? Đó, không có cái gì mà mèo Simi không làm được. Đấy, Sim yêu cay. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Đấy, thì đấy chính là thành quả của chúng ta ngày hôm nay. Ok, và sau khi Sim làm xong thì Sim sẽ để bánh kem trong tủ lạnh một xíu để cho bánh kem nó đông một chút nha mọi người. Đấy, bởi vì nãy giờ mình làm ở ngoài á, bánh kem cũng sẽ dễ bị chảy hơn. Đó, các bạn thấy không? Bên này là bánh kem của Sim, còn bên kia là bánh kem của Phong Sam. À, Sam Phong. Đấy. Thôi, hai em ở trong máy lạnh một xíu nha. Lát nữa hai chị bé em về liền nha. Ta da. Trời ơi, hóng đem hai bé này về sau đấy là khoe với cay quá mọi người ơi. Trời ơi, hóng quá hóng quá. Một phút quảng cáo thì ok các bạn, thì nhớ gọi biết hiện tại tại shop Hero và cùng với Shopee của Hero Team đang bán túi tò te Simi và Sammy. Đây. Thì nói chung thì hiện tại là với cái túi này thì các bạn có thể đựng rất là nhiều đồ giống của mình này, nó đựng mà nó phình to nó béo luôn ấy. Đi học thêm, đi chơi, đi du lịch hay là đi đâu đó mang túi tò te. Rất hợp lý. À mà khoan, đây mình khoe các bạn luôn. Cái này. Trời. Thì cái móc khóa này là Sam tặng cho mình. Đúng cùng rồi. Với một số là người kiểu như là Phong Sam có mua nhưng mà rất là nhiều cái đòn đấy. Thì tự nhiên tụi mình có một ý nghĩa là quầy, tại sao mình không có dán cái này đẹp quá. Áo sơ mi đào, áo mềm sơ mi, độc quyền đó, độc quyền này. Này tự làm. Là không bán được. Đấy. Đó. Ok, thì các bạn thấy cái đoạn này cô te không? Quyền công bằng nha. Nếu mà muốn cô te hơn nữa mua túi. Đúng rồi. Bạn nào muốn trở nên cô te như tụi mình muốn thì túi Sim Sam. À. Rồi tính ra phải nhờ cái túi này em mới đựng đúng đồ luôn á. Đó, thấy không? Và chúng ta đã xong rồi nè. Ta-da. Rồi bây giờ cùng rước hai em bánh siêu cute này về nhà thôi các bạn ơi. Ok, một ngày làm bánh thật là vui vẻ quá đi. Chứ. Ok các bạn ơi, bây giờ tụi mình đã làm xong bánh rồi nè. Ta-da. Đấy, thì bây giờ tụi mình được một cái hộp bằng gì ta? Bằng cái này bằng gì đó? Hơi nhựa đó. Bằng nhựa để bảo quản bánh, không bánh nó sẽ bị lật đổ hoặc là nó sẽ bị ngã thì nó sẽ bị hư bánh. Thì tụi mình đã có một cái hộp trong suốt nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ hai chị em mình sẽ đi tới một cái tiệm bán đồ, bán những cái lưu niệm khá là đáng yêu mọi người, kiểu như mấy cái cốc nè, mấy cái muỗng nè, hay là những bé gấu bông nhỏ. Đấy. Thì mình nghĩ mình sẽ mua một số thứ để mình tặng cho Kai coi như là cái món quà này nữa. Ta da. Mình cũng vậy, mình sẽ mua thật nhiều đồ để tặng cho Phong Cận. Còn mình thì tặng cho Kai nhá. Các bạn cũng đừng quên theo dõi video của Sam để coi Sam tặng cho Phong Cận như thế nào nha. Đang định đi về, trời ơi, đập vào mắt tôi một cái quán. Trời ơi, cái gì mà cute dữ vậy trời. Cái gì toàn những thứ đáng yêu thế này. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Mình nhất định phải mua cái gì đó thôi các bạn ơi. Cái gì mà đáng yêu quá vậy. Trời ơi, đáng yêu quá. Các bạn ơi, mình kiếm được cái gì nè. Cái này u gì sao? Chọc cái mắt gì vậy? Cái mắt gì nữa? Các bạn nè. Mấy cốc cinnamon roll. So cute. Mình đã mua quà cho Kai nhưng mà mình thấy có cái cốc cinnamon rất là dễ thương thì mình sẽ mua nó. Một lúc sau. Nhá. Rồi. Hello. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã về nhà nè. Bây giờ thích không? Đó, chị xin làm bánh kem nè. Trời ơi. Dâu thèm quá trời đấy bạn. Trời ơi, dâu kiểu. Nè, bữa cho tôi ăn. Tôi vậy là người ăn mọi người. Gì mà thèm dữ vậy? Lát nữa cho.
thèm dữ vậy trời. Trời đất ơi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tặng món quà nước này cho Kai nha mọi người. Let's go. Thèm không, thèm không? Rắc cho ăn. Đây, cái bánh kem của tôi nè. Sao, sao, muốn gì, muốn gì, muốn gì? Trời là muốn, bây giờ muốn ăn cái bánh này chứ không được cho anh Kai à? Hay sao? Đó, nhỏ thèm quá trời á. Đợi xíu đi, lát cho. Kai ơi, xin vào nha. Hello. Mới về. Đúng rồi, có gì. What? What happened? Nói chung là hôm nay Sim có làm một món quà tặng Kai đó. Đừng có giật mình nha. Ok. Bây giờ nhắm mắt đi. Rồi, ok, đưa tay ra. Đưa tay ra. Hai tay. Hai tay. Rồi. 3, 2, 1, ta-da. Wow, một cái bánh kem. Một bánh kem. Chưa, nè, nè. Trời, xíu dễ hình lên luôn à. Chứ sao, rồi đây đây, để tôi mở ra trong quay rõ hơn nha. Trời ơi, ghê vậy, trời mở ra. Hôm nay là Sim là đi làm bánh kem luôn đó nha. Mở mắt ra cái tưởng nào, ủa tự nhiên tặng cây bánh kem là gì, hôm nay có phải sinh nhật cây đâu, trời ơi. Đây, đây, rồi bây giờ cái giữ đi, đây, đây. Sinh nhật cây kéo ra đi, kéo ra đi. Nguyên một cái bánh kem, cái này là hình của Sim nè, cái này là của Kai nè, cái này là bé dâu. Ủa này bé dâu hay bé mưa? Bé dâu, cái màu hồng là bé dâu. Đó, mà có một cái dòng chữ này đọc đi. Sim yêu Kai. Kai cũng yêu Sim không? Thank you. Rồi bây giờ Kai chấm cái bánh này nhiêu điểm nè. Bánh này á là mình chưa có ăn nên là mình chưa biết là không chấm về gọi là có ngon hay không, thì Kai nghĩ là bánh này 10/10. Cái gì 10? 10 luôn. 10 ít vợ. 100 điểm. Ít vợ. 1 triệu điểm. Đúng rồi, không, tôi phải bảo vô cực điểm. Vô cực điểm. Đúng rồi, yeah. Ok các bạn, bây giờ mình nghĩ mình sẽ ăn cái bánh này nha. Để coi bây giờ để Kai gọi là gì đó. Dạ, đây. Bây giờ là nguyên gia đình tụi mình đây không? Trời tí nó dâu mà ịnh cái mặt vô cái bánh kem là khỏi ăn luôn. Bây giờ là mình sẽ cắt cho gọi là tụi mình ăn thử coi, để coi chấm điểm với nhau thấy dâu ngon. Ok, tụi mình sẽ cắt thử nha, để coi cái bánh này Sim làm như nào đó. Bây giờ là làm rồi, bây giờ phải ăn thử chứ đúng không nào? Yeah, let's go. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn thử thành quả mà Sim gọi là đã làm mất gần 3 tiếng đồng hồ sẽ như nào nha. Wow. Ủa, bây giờ làm gì vậy? Ủa, bây giờ như muốn xin ăn hay sao á? Trời ơi. Mà tiếc quá các bạn, tôi không thể cho bé dâu ăn được bởi vì bé dâu không thể ăn đồ ngọt được. Đấy, ok. Không nở. Không nở là sao? Bây giờ không nở gọi là phá cái bánh kem luôn á. Đó, cứ bây giờ cứ muốn luôn không? Đúng rồi. Gì vậy? Thì mình ăn mà. Trời ơi. Cắt từ từ, không cắt nè mọi người. Nè. Đó thì cái đường cắt của Kai cũng vậy mà. Trời ơi, bé dâu thèm rồi, bé dâu thèm ăn nhanh, ăn không bé dâu thèm. Cái nhân bánh nhìn hấp dẫn quá nha. Xem để ít nhân bánh luôn thì xem biết Kai thích ăn ngon. Giờ xem ăn thử chứ đi. Đó, sau đó là mình sẽ ăn thử. Nó không ngọt thế nào luôn. Nó không có ngọt thế nào luôn á. Bánh ngon nha, ủa cái này là Sim tự làm bánh luôn hả? Đúng rồi. Ghê vậy? Trời ơi, thì tôi mà. Tức là Sim gọi là tự biết gọi là gì ta? Nhà bột nè, sau đó là đem đi nướng bánh nè. Đúng rồi, đó Sim gọi là chỉ có cái gì ta? Cái hương vị là Sim không có chế thôi, chứ thực ra là Sim làm hết á. Ghê vậy? Tức là lúc ta thấy bánh nó nhạt, thực ra là Sim không thích ăn ngọt là Sim để gọi là gì ta? Cái hương vị nó hơi nhạt xíu, mà thấy sao? Ngon, 10 điểm. Bây giờ cái thích cho anh dâu nè. Thôi còn cái bánh này không có hương vị này, ta cho vô ăn đi. Đây, cái này là mình cho vô ăn. Cái này không có gọi là gì ta? Không hề có một chút gia vị nào ngoài đó. Đó, bây giờ rồi bây giờ thấy sao bây giờ? Nhầm. Xin là bánh ngon không? Nhầm. Ai xin là bánh ngon không? Wow, chị Kim làm bánh ngon quá. Em muốn ăn thêm nữa. Đó, trời ơi, bây giờ thích ăn bánh của mình làm các bạn ơi. Đấy. Nói chung là bánh của mình thì không có gọi là làm quá ngọt nên ăn nó sẽ không bị ngán các bạn ơi. Bây giờ đừng kiểu no, tôi muốn ăn bánh kem hay bà già. Đó cho bạn coi nè, đây mình đã ăn rồi là được một nửa cái bánh rồi bé dâu kìa. Kiểu bé dâu gọi là thèm quá trời luôn. Nếu mà bạn không biết thì bình thường mình cũng hay xin ăn như vậy á. Rồi đó, cho một miếng nữa nha, đó miếng thôi, miếng này không có gì hết trơn á. Này miếng này là không có bánh kem luôn nè, không có kem luôn. Đó, thèm quá trời nè, đấy. Ok các bạn, chắc thì
video của Sim gọi là một ngày gọi là làm bánh kem tặng cho Kai như này thôi. Các bạn thấy như thế nào? Các bạn comment cho Sim biết nha. Và trước khi kết thúc video này thì các bạn cũng nhớ những video của Sim đạt được 5 like. Và các bạn còn 3 giây đến này, 3, 2, 1. Thank you các bạn rất là nhiều và cả mọi người đã giúp cho kênh của Sim đạt được 1 triệu subscriber. Thank you. Còn bây giờ tạm biệt. Bye.